Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo. Con Jupiter là một con thái bên độ xem nắng. Em bảo dưỡng luôn phần cái dàn hơi nha. Đó, shop mới dùng xe luôn ha. Và phần chào anh em Jupiter V nha. Review cho anh em tham khảo quá trình em bảo dưỡng nồi nè, bảo dưỡng phần đầu cho hết xì nhớt nè, và làm luôn phần shop mới dàn xe ha. Rồi, có mình cái bộ nồi cũ cho anh em coi sơ qua để cho anh em nắm mình vừa cũ ha. Nồi cũ thì đang bị đi cái nồi bố dán chạy bị tuột nồi liền rồi nha. Phần cái bộ chuông nè, chuông mà sao chuông nước như là không còn cái độ phẳng nè. Bố thì đang xài cái bố dán nè, bị chạm mòn chai lì bố, không còn cái độ bám ha. Đó, riêng phần cái bộ nồi sau thì bố sắt đang bị chạm mòn chai, đi bố sắt lô nữa, bào bố tuột nồi nha. Và phần cái bộ lò xo, cái lò xo bị lún xe là không còn cái độ bung nè. Thì cấu hình này thì em sẽ chuyển sang xài cấu hình cái bộ nồi thái cho anh em, chạy cho nó nhẹ, xe nó bền ha. Em biểu mình bộ nồi zin thái nha. Combo sẽ gồm phần nồi trước, nồi sau ha. Nồi trước sẽ gồm một cái chuông nồi zin thái nè, trắng đẹp phối như xe nè. Đi kèm cho chủ xe combo full là nguyên cùng bố thái nha. 1, 2, 3. Em đi là bố zin thái dài rất bền ha. Và phần cái nồi sau sẽ gồm xe combo full là 5 lá bố nồi zin thái bạn lớn nha. Đó, rất bền ha. 5 lá, 1, 2, 3, 4 nè. Em đi bố zin thái cho bền. Và em đi sắt zin thái luôn, combo nó gồm có 4 lá nè. 1, 2, 4 ha. Sắt zin thái mình không đi sắt lô nhám sẽ vào bố của anh em ha. Đi kèm với chủ xe combo full là 4 cái lò xo nè, mới là xe cũ làm bỏ nha. Đó, anh em Jupiter V mà muốn bảo dưỡng nồi máy thì ở bên độ xe Việt Nam, bên em thì chuyên làm nồi làm máy dòng Jupiter, chạy nhẹ xe bốc và hết luôn cái tình trạng bị lì xe nha. Rồi, em chào anh em. Rồi, em chào anh em Jupiter V. Em review cho anh em tham khảo quá trình em lên combo cái bộ nồi thái. Đầu tiên cho phần cái combo bắt càng vô phần cái cốt nồi trước nha, và phần cái bộ chuông nồi ha. Đó, cái chuông nồi thì anh em lưu ý lắp cái phần cái bộ bi automatic vô nha. Nó gồm có là 3 bi ha, một rọ nhựa và ba cái lò xo nhỏ ha. Đó, phần nồi trước sẽ gồm có một cái ắc nồi và một cái lồng đền nồi tới phần cái tán nồi nha. Đó, rồi tiến hành cho phần cái bộ tán nồi trước vô, tiến hành cho phần cái chuồng heo nồi sau vô nha ha. Chuồng heo nồi sau tới cái lồng đền chặn đế, tới phần cái đế nồi nha, tới lồng đền chặn phe, tới cái lồng đền chặn phe và tới tán nồi sau. Tiến hành bắn tán nồi trước tán nồi sau cho anh em luôn. Rồi, tiến hành cho phần cái bố sắt nồi vô. Anh em đầu tiên cho phần bố à. Bố thì có hai chiều, anh em để cái chiều chữ nằm ngoài nha, còn chiều không chữ thì nằm trong. Còn phần cái sắt thì anh em để chiều con nằm trong, còn có chiều bén thì nằm ngoài ha. Đó, ráp ráp và đúng chiều. Anh em lấy là lá sắt đầu tiên thì sẽ có chân nha, và là bốn bà ba lò xo nhỏ thì đó là lá đầu tiên. Còn những lá sau thì anh em sẽ né ra nha. Còn lá cuối cùng thì anh em chốt phần cái lò xo lại để tách bố của anh em ha. Rồi, tiến hành cho phần cái bạch đạn nồi vô phần cái mặt ép nồi ha, gồm có hai đồng đền một đạn ở giữa nha. Và tới phần cái ti nồi. Rồi, tiến hành cho phần cái đế nồi luôn. Rồi, tiến hành cho phần bốn cái lò xo rồi vô. Lò xo thì có hai chiều, anh em để cái chiều lớn đó nằm trong, còn cái chiều nhỏ nằm ngoài nha. Đó, tiến hành siết đều ha. Lưu anh em đối là siết đối chiếu nha. Con này sẽ siết đối chiếu con kia ha. Và siết từ từ từng con một ha. Rồi, tiến hành siết con lò xo thứ tư. Đó, siết đối chiếu nhau. Con này sẽ đối chiếu con kia. Và anh em lưu lấy là siết từ từ ha, siết từng con một. Anh em nhớ định tâm lò xo trước khi mình siết nha, để nó ngay thẳng ha, đồng tâm, cắt côn ngọt cho anh em. Rồi, em tiến hành chỉnh nồi và sẽ test thử để cho anh em cảm nhận có mình cái bộ nồi thái nha. Con này em làm full nồi trước nồi sau luôn. Làm luôn phần cái bộ bình xăng con nè, phần cái đầu swap nè, và phần cái khóa xăng cho chủ xe ha. Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo con Jupiter là một con thái bên độ xe Việt Nam. Em bảo dưỡng luôn phần cái dàn hơi nha. Đó, swap mới cho xe luôn ha. Và phần cái bình xăng con, làm luôn phần cái khóa xăng cho anh em ha. Đó, để khỏi để xăng nha. Đó, test thử vài đường để cho anh em cảm nhận của hình của thái, chạy nhẹ bốc ha, êm bền cho anh em, tha hồ cho anh em đi chơi, đi phượt đường dài nha. Đó, con này thì nó xài bốn dáng chạy lì xe và nó bị hao xăng ha. Em xài một con nồi zin thái chạy nhẹ xe bốc hành không, gai nhẹ nhẹ riêu là không như bay liền. Đó, quá đã ha. Con bò đi phun một bộ nồi zin thái nha. Đó, cái hình này thì rất bền, tha hồ cho anh em chạy lâu dài. Đó, đường đèo đường dốc và tha hồ lên dốc nha. Đó, chạy rất nhẹ xe rất sướng ha. Làm xong cái thử thực tế để cho anh em cảm nhận cấu hình cái bộ nồi nha, và sẽ viết khóa đơn của mình thiếu hành đầy đủ cho anh em để cho anh em chạy lâu dài. Rồi, em cảm ơn anh trai Jupiter V rất nhiều. Chào anh em.